trong môi trường công sở luôn tồn tại sự cạnh tranh giữa các nhân viên với nhau. Ngoài cạnh tranh về năng lực, thái độ làm việc cũng là một yếu hèn tố cần thiết cấp trên hay xét đến. Thái độ bộc lộ bạn là người tận tâm làm việc hay chỉ ứng phó với công việc, bằng lòng với những gì mình đang có hay có chí tiến thủ muốn vươn xa hơn. Mới đây, một câu chuyện về việc thử thách nhân viên tại một công ty khiến nhiều người phải suy ngẫm. Chỉ với cách thức mua dưa, người sếp đã tìm được nhân viên nào làm được việc, ai có thái độ tích cực và ai luôn ỉ lại và lười biếng. Ảnh Pinterest. Chuyện tiến độ và việc mua dưa hay bài học làm việc cho các nhân viên. Tiến và Tổ cùng vào làm tầm thường một công ty trong cùng một thời điểm và công việc tương tự nhau. Trong thời gian làm việc, Tiến hay được khen thưởng. Sau 2 năm làm việc, sếp quyết định đề bạt Tiến lên chức vụ cao hơn, đồng thời tăng lương cho Tiến. Tổ thấy vậy rất bức xúc, liền xin bắt gặp sếp để thắc mắc. Tổ, thưa sếp, vì sao em và Tiến vào công ty cùng một ngày mà sếp lại thăng chức và tăng lương cho Tiến còn em thì không được gì? Sếp làm vậy, em thấy bất công quá. Sếp mới từ tốn nói cậu có lý, vậy tớ giao cho cậu một việc, ngày mai cậu ra chợ gọi cho tớ giá bước dưa hấu nhé. Tổ vui tươi nhận nhiệm vụ. Đầu giờ làm việc sáng sủa, hôm sau Tổ đã có mặt ở công ty và hồ hởi nói, giá dưa hấu có gì đâu sếp, việc này dễ quá mà. Giá dưa hôm nay là 3.000 đồng ký. Sếp gọi, dưa Việt Nam hay dưa Trung Quốc? Tổ, dạ, sếp để em chạy ra chợ xem lại. Nói rồi hăng hái ra đi. Lúc về, Tổ trả lời, dạ, là dưa Việt Nam à. Sếp, thế dưa Trung Quốc giá bước bao nhiêu? Tổ, dạ, em sẽ kiểm tra ngay. Rồi lại hăm hở đi. Đến trưa thì về tới văn phòng. Tổ, dưa Trung Quốc giá bước chỉ có 2.500 đồng ký. Sếp, giá sỉ hay giá bước bán lẻ? Tổ lại thân mật chạy đi gọi. Tổ, dạ, nếu mua sỉ thì giảm 15%, thưa sếp. Sếp, thế giá bước đang lên hay đang xuống? Tổ gãi đầu gãi tai, dạ, thưa sếp để em đi gọi ạ. Sếp, còn rất nhiều điều tôi cần cậu đi gọi nữa. Nhưng thôi, cậu lại đây ta nói chuyện, vì hiện thời đã là chiều rồi, không còn kịp ra chợ lần nữa. Sếp nói tiếp, cậu thắc mắc với tôi là vì sao tôi thăng cấp và nâng lương cho Tiến mà không cho cậu. Cậu có biết tại sao không? Khi tôi cần cậu cung ứng thông tin về giá bước dưa thì cậu chạy tới chạy lui suốt cả một ngày mới biết được bấy nhiêu thông tin vừa rồi. Nhưng nếu tôi giao cho Tiến một việc như vậy thì chỉ trong vòng một giờ đồng hồ là Tiến báo cáo cho tôi. Thưa sếp, giá bước dưa Việt Nam ngày hôm nay trên thị trường đang là 3.000 đồng ký. Dưa Trung Quốc rẻ hơn, chỉ 2.500 đồng. Nếu mua sỉ giảm 15%. Giá hiện đang lên vì đang mùa nước lớn. Theo như quản hốt nghiệm của dân buôn dưa thì chỉ khoảng một tuần nữa kia nước rút, giá bước dưa sẽ giảm. Mỗi tuần chỉ nhập hàng 2 buổi sáng sủa thứ 2, thứ 6. Hôm nay là thứ 5 nên hàng hơi khan, nếu sếp định mua hàng trong chiều nay thì chắc chắn sẽ bị ép giá bước mà hàng lại không được tươi. Nếu không gấp gáp quá thì sếp chờ đợt hàng sáng sủa thứ 6 ngày mai, sẽ mua được giá bước tốt mà cũng dễ chọn hàng. Em đã in ra một bản thông tin cụ thể để trình sếp đọc, mời sếp nghiên cứu. Tổ nghe xong, yên lặng một lúc, rồi nói, thưa sếp, giờ thì em đã hiểu rồi à. Bạn có tự hỏi, bạn là ai? Tiến hay Tổ? Thực chất sự khác biệt giữa những nhân sự nằm ở sự nhạy bén, cần mẫn suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho bạn dạng thân để chủ động tìm kiếm thông tin, thay vì ngồi chờ mệnh lệnh và đòi hỏi cụ thể từ người khác. Tố chất chỉ là một phần ở giai đoạn bắt đầu, tập luyện cho bộ não của mình luôn năng động là một quá trình dài phải bắt nó công thức giấc giả. Làm việc thông thả hạ riết thì nó cũng yên ra mà thôi.